Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến của Lợi Minh. Lợi Minh đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, sẽ cùng anh chị em các bạn kề vai sát cánh, chung tay chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cũng như cái bọn bao que xỏ lá, không loại trừ chúng nó. Tụi mày không thể nào bịt miệng được thằng Lợi Minh này đâu, mấy cái đám... Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Mấy cái đám chống cộng cực đoan rất là khó. Vui quá, mình đã trở lại. Mấy cái thằng bao que này nó chơi không lợi là nó dùng những cái chiêu trò mất dạy của nó. Nó chỉ có vậy thôi ạ. À, anh chị em các bạn lưu ý những cái thác chat của mình, đừng để tụi nó báo cáo. Tại bây giờ luật an ninh mạng ra đời rồi đó, cho nên mình dễ bị mất nick lắm, dễ bị thằng Facebook nó khóa Facebook mình lắm. Nhiều khi chỉ sơ hở chút thôi là tụi nó có thể khóa Facebook. Cái thằng AQ này nó hay đi vòng á, các bạn mà thét cái gì một cái sơ hở là nó quất liền, là nó báo cáo nick anh chị các bạn liền. Cho nên chị các bạn hết sức cẩn thận. Cái cuộc chiến không gian mạng này còn rất là dài. Chúng ta cần phải tập trung vào chuyên môn. Mình cần phải đoàn kết với nhau để đặng mà chống cái bọn chống cộng cực đoan ô hợp ở trên cái không gian mạng này. Không nhất định phải dùng những cái lời thô tục để thác chát chửi tụi nó. Không cần thiết. Tại vì thằng Facebook này nhiều khi nó cũng ba trợn lắm. Hãy mình hỏm lại, mình chỉ thác cái chữ chó cái mình dí tụi nó giống như là bao que vậy. Nó chơi, nó báo cáo một cái mất mình hết 30 ngày. Nói chung thì là mình sẽ tiếp tục live stream để anh chị em các bạn thấy được cái cuộc sống ở đất Mỹ này như thế nào và cái xã hội Mỹ nó là sao, và cái sự khác biệt với nó ở trong nước như thế nào, để mình tìm hiểu và mình không có bị cái bọn chống cộng cực đoan ở Mỹ hay ngoại như trong nước. Hey, stop it, stop. Hey, come on, come. Hey. Okay. Mình phải để cái đầu ta, nó hai con chó nó làm sùm quá. Mình phải để tâm để rằng mình chống lại cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này cho các bạn. Mấy cái tụi này nó rất là đạo đức giả, nó xảo trá, nó bịp bợm lắm, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thì nói chung về vấn đề mà xã hội, đất nước, con người quanh ta, như hiện nay thì anh chị các bạn cũng đã thấy. Stop, let go now, come. Các bạn cũng thấy vấn đề mà có rất nhiều đề tài để mình cũng muốn chia sẻ với anh chị các bạn. Các bạn thấy thì tình hình mà bạo loạn ở học đường đó, hiện nay ở trong nước các bạn thấy có một số những học sinh nó thiếu ý thức, nó bạo loạn trong cái học đường, nó là một cái nữ sinh gây ra những sự hoang mang trong dư luận. Thì xã hội Việt Nam mình nó là một cái đất nước mới phát triển anh chị các bạn, nó mới phát triển thì nó cũng kèm theo những cái vấn nạn của xã hội. Ngay cả Mỹ nó cũng phải chấp nhận những cái điều đó. Trong vấn đề giáo dục ở Mỹ cũng vậy. Anh chị em các bạn đừng nghĩ rằng ở Mỹ là cái gì nó cũng tốt hết, cái gì nó cũng hoàn hảo hết, chưa chắc như vậy đâu. Trên thống kê hiện nay là một trong bốn đứa trẻ học sinh, một trong bốn đứa là có một đứa bị đối xử tàn nhẫn, đối xử trong trường học một cách bạo lực rất là nguy hiểm. Anh chị em các bạn lên mạng, anh chị em các bạn thấy vấn đề mà truyền thông ở bên Mỹ nó đưa lên những cái vấn đề mà báo động về những cái giới trẻ ở Mỹ hiện nay, rồi nó sống, rồi nó đi học, rồi những cái vấn đề mà bạo loạn ở trường học đó anh chị em các bạn, rất là nguy hiểm. Có nhiều đứa nó bị trầm cảm và nó tự tử.
và người ta không có đổ thừa tại chính quyền hay là tại Bộ Giáo dục Mỹ. Họ không có đổ thừa anh chị các bạn. Họ biết đó là vấn đề mà trong một cái xã hội ngày hôm nay, khi mà con người ta họ có những cái suy nghĩ bị lệch lạc, những cái giới trẻ bây giờ ngày hôm nay thì các bạn thấy nó xảy ra những cái vấn đề nan đề của xã hội. Không riêng gì ở Việt Nam đâu, Việt Nam mình chỉ là một cái đất nước. Những cái sự việc mà nó xảy ra trong cái bối cảnh hiện nay, anh chị em các bạn thấy nó chỉ là mới bắt đầu trong cái mô hình xã hội dân sự thôi. Ê gai, come here, let's go now, go. Hai cái thằng này nó quýnh lộn nhau tối ngày. Come on. Các bạn thấy cái xã hội Mỹ, vấn đề mà bạo loạn học đường nó cũng dã man lắm chứ không phải giận đâu. Nó không phải giống như là những cái phần mà chống cộng cực đoan, nó lên mạng nó tuyên truyền, nó cho các bạn, anh chị em các bạn ăn cái bánh vẽ, nghĩ rằng Mỹ cái gì nó cũng hoàn hảo, Mỹ cái gì nó cũng nó gọi là perfection, perfect. Nó không có phải như vậy đâu anh chị các bạn ơi. Hồn ai nó giữ, con cái không ra đường học đường cũng vậy. Ê, come on. Ở học đường rồi, phụ huynh luôn luôn phải đóng một cái vai trò để đặng mà cùng với lại nhà trường giáo dục những cái giới trẻ, cùng với, chứ không phải là con mình sinh ra cái rồi mình giao cho ông chính phủ đâu anh chị các bạn. Không phải như vậy đâu. Ở Mỹ mà khi những cái chuyện xảy ra đó, người Mỹ họ không có đổ lỗi tại chính quyền hay là tại nền giáo dục Mỹ nó làm ra như vậy, mà người ta biết rằng cái đó là cái xã hội do cái sự đổi mới và phát triển của xã hội ngày hôm nay, khi con người ta cái giới trẻ nó bị nhìn nó có những cái lối sống lệch lạc thôi, chứ không phải mọi thứ cứ lôi chính phủ hay là lôi cái cơ quan nhà nước ra để đặng mà lên án. Cái người Mỹ người ta sống, người ta chấp nhận cái sự thật. Còn Việt Nam mình hiện nay, các bạn thấy trong cái mô hình xã hội thì những cái sự nan đề nó xảy ra, thì mấy cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó lên mạng, nó sử dụng những cái sự việc như vậy để đặng mà nó xuyên tạc, nó kích động lòng yêu nước của người dân, và nó làm gói ren cái trật tự xã hội. Tôi chỉ thấy làm đáng tiếc cho một số người ở trong nước, giống như cái thằng mà vượn râu gì đó, cái thằng hề đó, nó cũng chẳng biết con mẹ gì mà nó cũng ăn theo, nó nghe người ta nói thì nó cũng ăn theo, rồi nó lên nó đấu tranh cái kiểu mà đánh trâu. Mấy cái tám này nó bị quan tưởng, nó bị quan tưởng rất là nặng. Cho nên nhiều khi phải nói là rất là đau lòng. Các bạn cày, các bạn bay cái nào đi, cái nào. Các bạn thấy cái sự việc xã hội, cái xã hội Mỹ nó vô cùng phức tạp, chứ không phải nó giống như một cái bức tranh mà anh chị các bạn, các bạn xem, anh chị các bạn thấy cái đám chống cộng nó lên trên này lên, nó bài nó vẽ đâu, nó không phải như vậy đâu anh chị các bạn ơi. Con cái, gia đình, cuộc sống xã hội, hồn ai nấy giữ được. Nên nếu mà cha mẹ mà biết giáo dục con cái tốt thì xã hội nó sẽ tốt hơn, cái giáo dục nó sẽ tốt hơn, chứ không phải đất Mỹ. Sang đất Mỹ cái chương trình học nó tốt, giáo dục nó tốt là con của mình sẽ ra trường, sẽ trở thành ông này bà nọ, sẽ trở thành những con người tốt trong xã hội. Chưa hẳn là như vậy đâu anh chị em các bạn biết. Nước Mỹ nó là giống như một cái ngã ba đường vậy, nó giống như cái ngã ba đường, có thể nói nó giống cái ngã tư hay là cả năm ngã bảy vậy đó.
nó hỗn độn. Và mỗi người phải biết lựa chọn một cái con đường nào để mình đi, để rằng mình tiến thân, để rằng mình vươn lên. Có nhiều thành phần chống cộng cực đoan nó bảo tại sao Lợi Minh đi nói xấu nước Mỹ thế này thế nọ, không về Việt Nam ở đi. Cái chuyện Lợi Minh ở đâu, đó là cái quyền lợi riêng tư của mỗi người. Mình muốn ở Mỹ thì mình ở, mình muốn ở Việt Nam thì mình ở, có gì phải sợ, có gì phải lo. Nhưng mà cái mặt trái của xã hội Mỹ nó khủng khiếp lắm, nó rất là khủng khiếp. Bởi vì mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này nè, nó rất là ghét Lợi Minh. Tại vì mình nói lời cái những cái mặt trái của xã hội Mỹ thì nó không thích. Nó lúc nào nó cũng vẽ, nó làm giống như cái thiên đường, nó làm như cho người ta ở Mỹ là cái gì cũng number one, cũng tuyệt vời hết. Tôi nói chuyện các bạn, nó không như vậy. Ngay cả người Mỹ họ cũng hiểu được như vậy. Khi nói chuyện với người Mỹ họ sống rất là thực tế và thực dụng, họ hiểu được như vậy. Anh chị em các bạn biết, họ biết được cái xã hội như vậy, cho nên họ đồng một lòng với lại cơ quan nhà nước giáo dục để đặng mà dạy dỗ cái con cái hay giới trẻ cho nó tốt hơn. Anh chị em các bạn nó nhớ như vậy, chứ không phải là mọi thứ gì cái mình nó họ cứ đổ lỗi là kéo ông bộ trưởng bộ giáo dục hay là bà ông hiệu trưởng bà hiệu trưởng hay là những cái người mà cơ quan thầy giáo cô giáo rồi kéo ra đè đầu rồi chửi bới người ta rồi bắt này nọ phạt cái đấy nọ. Cái đó là lỗi ở học sinh và do một phần của cha mẹ. Tôi nói anh chị các bạn, trong vấn đề mà giáo dục đó, cha mẹ đóng góp một cái phần rất là quan trọng trong cái việc mà giáo dục con, chứ không phải là sanh con ra rồi giao cho ông nhà nước, giao cho ông chính phủ, giao cho ông trường học là ông sẽ dạy dỗ con mình, ông sẽ uốn nắn con mình. Các bạn biết ở bên Mỹ này mà mình giao cho ông chính phủ đó, là mấy cái thằng mà xã hội đen đó, nó sẽ uốn nắn con mình, nó sẽ dạy con mình theo những cái đường hướng của nó, kinh khủng lắm chứ không phải giỡn đâu. Mỗi một ngày nó đến trường, nhiều khi nó tìm cách nó tẩy não con mình, nó dụ dỗ con mình đi theo những cái hướng của nó. Khi nó đủ 18 tuổi rồi có thể nó gia nhập vào những băng đảng, nó không tiếp tục con đường học vấn của nó, chứ không phải là nguy hiểm đâu. Mỗi ngày nó cho ăn một chút, nó cho xì ke ma tí thuốc phiện, bắt đầu nó cho tiền. Con nít mà nó rất là ham về vật chất, nó đâu có hiểu kinh nghiệm về cuộc sống nhiều đâu. Các bạn biết, nó cho ngại chút rồi cái chút biết rồi nó ghiền. Cái trong cái xã hội Mỹ, những gì tôi nói là tôi dựa trên những cái thống kê và những cái truyền thông của Mỹ và những cái gì mà nó xảy ra ở nước Mỹ, chứ không phải mà tự nhiên tôi bịa đặt ở đâu. Các bạn biết nó khủng khiếp lắm. Bởi vì có những đứa trẻ ở Mỹ nó lớn lên, nó trở thành, nó gia nhập những cái băng đảng, nó trở thành những cái nhóm của băng đảng tội phạm, kinh khủng lắm. Đừng nghĩ nước Mỹ, nhìn ở bên ngoài thấy tôi quay live stream thấy ô nước Mỹ đẹp quá, thiên đường quá, cái đó nó chỉ bề ngoài thôi anh chị các bạn, nó chỉ là bề ngoài thôi nhé. Nhưng cái sự thật phía đằng sau nó là cả một cái vấn đề cha mẹ phải uốn nắn con cái. Bởi vì các bạn biết tụi Mỹ trắng đó, chủ trương của nó đó, thường tụi gia đình Mỹ trắng mà nó có giáo dục đó, gia đình nó nề nếp đó, hai vợ chồng đó, nó làm gì làm cái người chồng hoặc người vợ một người phải ở nhà nếu nó có con, đặng nuôi nấng dạy dỗ con nó lớn lên tới 18 tuổi nó mới yên lòng. Tới 18 tuổi rồi lúc đó là mày tự quyết cái đường tương lai sự nghiệp của mày, lên đại học hay là mày thế nào. Nhưng mà các bạn biết đa số tụi nó là nó vươn lên. Bởi tại sao những cái tầng lớp Mỹ trắng trẻ đó nó đổ đại học rất là cao. Đại đa số là dân Mỹ trắng hiện nay theo thống kê đó, các bạn biết đó, nó đổ đại học rất là cao, nó gia nhập vào những cái công trình lớn của Mỹ rất là nhiều, chiếm đại đa số. Cái tụi Mỹ trắng đó, nó giáo dục con cái của nó. Khi mà những cái nơi, những cái đô thị mà đô thị quá rồi nó
nó tệ nạn xã hội nó bắt đầu nó tăng rồi đó, là nó bỏ những cái vùng đó nó đi, các bạn biết nó đi ra xa hơn, nó đi ra, nó qua rồi vùng ngoại ô hay là ra những cái thị trấn nhỏ, nó chọn những cái khu trường học xa mà nó không có vấn đề mà bạo loạn học đường nhiều và những cái vấn nạn trong xã hội, nó chọn những con đường đó, nó giáo dục con cái của nó. Còn ở trong những cái thành phố đô thị mà xôi bồ xôi bộn, các bạn biết, nó đánh lộn, nó làm đủ kiểu đủ cách tối ngày, chứ không phải giỡn đâu. Cái vấn đề mà học đường ở Mỹ, giáo dục ở Mỹ, tôi nói mà các bạn nghe nó phải nói là rất là khủng khiếp, chứ không phải giỡn đâu. Sinh ra một đứa con là đã khó rồi. Ở bên Mỹ thì tôi nói cho các bạn biết, sinh ra một đứa con là cả một sự tốn kém, mà nếu không có bảo hiểm, tốn giá chót gì cũng khoảng 10.000. Tôi nói cho anh chị các tiền mà sanh một đứa con, tiền viện phí đó, nuôi nó còn tốn kém dã man nữa, mà giáo dục dạy nó còn phải một cái sự hy sinh của cha mẹ nữa. Chứ không phải giống như các bạn nghĩ là cái xã hội Mỹ này là cái giáo dục cao, chính phủ tốt thế này thế nọ, là cái nền giáo dục, cái sinh con ra rồi là con nó đi học đến trường là nó được sau này được đỗ đạt, nó thành công, nó thấy nảy nọ đâu. Các bạn biết bạo loạn học đường ở Mỹ nó là number one, nó là khủng khiếp, nó là một cái sự khủng khiếp, là một cái sự điên đầu của những cái người mà làm luật ở bên Mỹ này. Bên Mỹ này ta gọi là những người làm luật đó, nó gọi là lawmaker. Nó tìm đủ cách để là nó sửa luật làm sao cho nó chấn chỉnh lại, mà nó làm hoài, nó update hoài hủy. Bởi vì các bạn biết luật pháp bên Mỹ này không vậy, tụi nó cứ update, nó cứ sửa hoài, cứ lâu lâu là nó sửa, nhất là những mỗi lần cái đợt mà bầu cử rồi nó đem ra, nó vận động để là nó sửa. Mấy thằng senator, mấy thằng mà lo mấy cờ, mấy thằng mà làm luật đó, nó ngồi đó, nó nghe, nó nhìn, nó thấy những cái vấn đề mà của xã hội đó, nan đề đó, báo chí truyền thông mà đưa, bắt đầu cái người ta đưa lên những cái input, những cái mà nó đệ đơn lên, nó đệ trình lên những cái tụi mà làm luật đó, nó nghiên cứu. Cho nên các bạn thấy, các bạn nên nhớ là trường học ở Mỹ nó là một cái vấn đề mà khủng khiếp lắm, chứ không phải giỡn. Bởi vậy tôi mỗi lần mà tôi đi đến trường học mà con tôi học, mà tôi hay quay danh chuyện, các bạn thấy có xe cảnh sát túc trực 24/24, nó túc trực 24/24. Một cái chiếc xe cảnh sát ở bên này nó giống như là một cái văn phòng lưu động, anh chị các bạn biết, nó như một cái văn phòng lưu động, nó trực tiếp nối kết thông tin mạng đê đà của nó với lại trung tâm cảnh sát địa phương của nó. Tôi nói giống như ở cái thị trấn đó thì chiếc xe cảnh sát đó nó trực tiếp 24/24, những cái dàn máy của nó monitor, nó quan sát có chuyện gì là nó tự động nó dial up, nó dial ngược về trung tâm của nó. Nó có những cái tụi operator là 911 gì bên cảnh sát, hay là những cái số điện thoại của cảnh sát địa phương, và nó túc trực. Các bạn biết vấn đề bạo loạn học đường, bởi vì lâu lâu ở Mỹ nó có những tình trạng mà những đứa học sinh mà khi mà nó bất mãn trường học, khi mà ở những cái tuổi mà tuổi mà gọi là trung học đó, tuổi high school, là cái tuổi đó nó bạo lực còn ghê nữa kìa. Nó trở nên, bắt đầu lúc đó nó lớn rồi, nó ở cái tuổi gọi là tuổi teenager, cái tuổi vị thành niên của nó rồi, bắt đầu nó sẽ khùng lên rồi, nó xách súng, nó về nó xách súng của cha mẹ nó. Cha mẹ nó có nhà bên Mỹ này mà nhà có súng luôn, nó về nó ăn cặp súng, nó tìm cách nó lấy xong rồi nó vô trường nó bắn, nó giết. Thành ra ở Mỹ các bạn biết, nhìn thấy bên ngoài thấy Lợi Minh live stream nó đẹp đẽ, nhìn thấy rất là hào nhoáng, thì nó là một cái xã hội rất là mở rộng. Thằng Mỹ này nó là một cái, các bạn sống ở trong cái đất nước Mỹ này giống như sống trong một cái cộng đồng quốc tế, cộng đồng thế giới vậy. Nó không có giới hạn cái sự hiểu biết, và không có thể giới hạn được tầm nhìn. Chứ không phải giống như cái tụi chống cộng cực đoan mà lên này nó nổ, ô nước Mỹ của tao, đã đảo Lợi Minh, trục xuất Lợi Minh.
nó mấy thằng này là mắc cười, đã đau lại mình, chủ chức lại mình, kiện lại mình, thưa lại mình, à mấy thằng này nó bị cái gì á ở trên cái không gian mạng này, mấy thằng chống cộng bao que, mấy ngày mà mình không có giao lưu được các bạn ở trên đây đó, nhìn thấy tụi nó lên nó phát biểu nhiều cái mình chỉ ngồi đó mình đã cười. Nhiều đi thì nó làm mình ngồi mình chỉ cười rồi. Hồi xưa mình mới lên lại mình mới lên chơi Facebook hay là mạng xã hội á, tức là bực mình lắm, rất dễ bức xúc lắm. Sau này mình thấy tụi nó viết rồi mình thấy nó làm mắc cười lắm, nó sống rất là ảo tưởng mà nó nghĩ rằng là nó có thể lừa được những người khác. Nó chỉ lừa những người nhẹ dạ cả tin thôi, rồi cuối cùng thì nó cũng bị lật tẩy ra. Cái phủ phàng của những cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này, cũng như trong nước thì tụi nó ăn theo, đa số thì trong nước thì tụi nó ăn theo. Nó được mấy thằng mà ở bên Mỹ, ở hải ngoại đó, nó tài trợ cho ít tiền, bắt đầu kiếm ghê. Nó cho ăn cái bánh vẽ, nhìn thấy thiên đường Mỹ Quốc sao mà tuyệt vời quá, sao mà cái mô hình xã hội dân sự gì mà thấy xe chạy đường xá rộng thênh thang, đèn xanh đèn đỏ, cái gì vấn đề mà trật tự đồ, người ta tuân thủ luật pháp rất là đâu ra đó. Ô, thấy tuyệt vời quá ha, thấy có lý quá ha, đẹp quá ha. Nhưng mà các bạn thấy, mẹ nãy bỏ tờ giấy đâu ta, thì già già. Các bạn thấy cái sự thật nó rất là phũ phàng, nó không phải như vậy đâu, nó còn nhiều cái nan đề lắm. Dạ, lại bỏ đâu ta, ở đây. Nó không phải giống như cái tụi như cái chiêu hay là mấy cái thằng Hải Nguyễn, thằng Hùng Lân đồ, thằng bé này Trương Tân Thái rồi, các bạn thấy không, ròn rập một cái lũ ô hợp, một cái lũ mà căn bạ của xã hội, nó rất là nó tăng cùng của xã hội, mấy thành phần nó lên mạng mà nó làm giống như là y như thật vậy. Giống như nhìn con Ly Sà Phạm đồ, nửa nạc nửa mỡ, các bạn nhìn thấy nó coi, mẹ đẹp ơi, khai dân chí. Còn cái thằng Benny Trương xuống đường, cái bà nội cha nó xuống đường cái gì. Các bạn thấy bởi vì tào lao rồi, nó rất là tào lao, nó tụi nó sống rất là ảo tưởng. Mà tôi thấy cái thằng AQ này nó cũng ảo tưởng dữ lắm, nó lên mạng có mấy lần tôi nghe tôi ngồi đi. Nó nói nó làm cho chính phủ nó xào bó, mẹ mấy cái thằng mà chống cộng mà ở bên Mỹ này nó lên mạng nó nổ giá hoang, nó nói nó làm cho chính phủ. Chính phủ nào mà ngồi trên mạng mà túc trực tối ngày rồi đi vòng. Cái lần nó on cam nó đưa hai cái monitor ra, nó lừa mấy người mà nhẹ dạ cả tin thì người ta còn tin nó thôi. Bữa mình nhìn thấy thằng Hải Nguyễn cũng vậy, mà các bạn thấy mấy thằng mà bên này nó nổ là gặp lại mình là hồi nó bể mánh hết trơn à. Lúc trước hồi lúc mà mấy cái tụi chống cộng mà nó bao vây lại mình á, nhiều thằng cũng dọa là mình, tao đang làm trong chính phủ nè. nó quay lên cái văn phòng làm á, mình ngồi mình cười, nói tao nói cho mày biết, mày làm cho chính phủ á, mày không bao giờ mà mày lên Facebook được á, mà lên mày xạo á, chí á chó được hết trơn. Tại vì các bạn biết á, mạng của chính phủ á, ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ này, tôi biết những cái công ty mà thuộc về chính phủ á, nó có nó gọi là internet, cái gateway của nó internet, nó có là nội mạng, còn internet nó khác nữa. Các bạn mà vô mạng của nó, vô cơ quan làm ăn làm việc, cơ quan bên Mỹ rồi đó, anh chị các bạn nên để ý, nó có cái nó gọi là internet, nó khác với lại internet, đó là nội mạng. Thì ở trong nội mạng, trước khi mà internet mà nhập vào đó, nó phải qua một cái nội mạng, và nó qua đó nó có một cái đội ngũ CMS, nó gọi là central, tự nhiên tôi quên là CMS, Central Management gì đó, tôi quên rồi, lâu quá tôi quên rồi. Nó có một cái tụi đó chuyên môn, nó ngồi đó nó coi chừng những thành phần khác mà đột nhập hay là nhân viên đồ mà lên mà vào trong cái mạng xã hội mà tham gia nhiều á, là nó quên đi, là nó cảnh cáo liền,
Hồi đó lại Minh, hồi đó mạng đồ nó mới có, lại Minh cũng mình làm cho Mỹ mà nó mới có, mình cũng phái vô tham gia đó, Yahoo 360 đồ đó, nó gửi email liền, nó nói quên, nó cảnh cáo liền, nó nói mình gia nhập vào mạng xã hội của cái mạng nội mạng là không được, tại vì các bạn biết khi sử dụng nội mạng của nó như vậy đó, những cái thông tin, những cái mà truyền thông, những cái mà bí mật của công ty nó đó, có thể bị lộ, hay là những cái nhân viên đó, nó lạm dụng giờ giấc, đa số là nó không có muốn ở người ngoài đột nhập vào trong những cái nội mạng của công ty nó, chứ không phải Việt Nam mình đâu. Ở Việt Nam tôi chưa thấy, mình xài ở Việt Nam mình chưa thấy những cái công ty cơ sở nhỏ nhỏ xài toàn là ngoại mạng không, mình chưa có đủ một cái khả năng để đặng mình quản lý cái nội mạng riêng của mình, nó đòi hỏi một đội ngũ chuyên môn phải ngồi đó túc trực. Các bạn biết máy của nó túc trực, nó hay lắm, mấy tụi này nó giỏi về software, nó rất là giỏi về software, có thể là nói là theo như kiểu bây giờ nó tụi này nó là những cái người gọi là cyber security, tụi này nó rất là giỏi, nó có thể hack máy các bạn hay hack máy người khác, chỉ cần mình gia nhập vào những cái truyền thông, những cái mạng nào ngoài cái công ty đó, là cái tụi mà ở central của nó ngồi nó điều khiển đó, mạng của công ty đó là nó quên lên liền, là nó xe nó gửi lên cái màn hình máy của mình đó, nó cảnh cáo liền. Nó cảnh cáo liền, nó nói chúng tôi đang theo dõi bạn trong cái vấn đề mà sử dụng nội mạng để vào ngoại mạng, nói kết với lại mạng xã hội rồi. Nó cảnh cáo liền. Nó cảnh cáo lần thứ nhất nha, nó verbal. Nó gọi là nó verbal, nó cảnh cáo bằng miệng trước. Cảnh cáo lần thứ hai bắt đầu nó viết biên bản, cảnh cáo lần thứ ba là đuổi việc. Chứ đâu ai giỡn đâu. Có nhiều thằng hồi lúc trước mà lúc mà tụi nó dí lại nó quay xong rồi ngồi nó lộ, nó bại lộ ra, các bạn biết không, nó bại lộ ra những cái tin tức của nó bị xạo. Cho nên anh chị các bạn thấy mấy thằng mà chống cộng ở trên Mỹ này, tụi nó xạo lắm, nó rất là xạo. Làm việc cho một cái công ty nào ở bên Mỹ này mà các bạn mà bao đó mà online hay là live stream hay là on cam đồ, chết chứ nó. Các bạn biết sao cái vụ biến cố 911 rồi, thằng Mỹ nó quản lý dân sự rất là chặt chẽ, từ những cái góc đường đều có máy hệ thống camera, công ty đồ cũng vậy, những cái công ty bây giờ là nó quán xuyến nhân viên rất là chặt chẽ. Sau khi mà cái biến cố 911 với là cái chính sách toàn cầu hóa của thằng Mỹ, nó khủng khiếp lắm chứ không phải như nhiều người nghĩ đâu. Các bạn đừng có mơ. Kiểu mà mấy thằng chống cộng ở bên này nó xạo xạo, nó a chí a chó, cái máy bị gì ta. Thành ra lại Minh live stream để anh chị em các bạn thấy về vấn đề mà mô hình xã hội dân sự ở bên Mỹ này, nó vô cùng nghiêm ngặt. Mà Việt Nam mình chưa có những cái mô hình như vậy. Anh chị em các bạn, bởi tôi hay nói luật pháp ở Mỹ mà áp dụng trên Việt Nam là các bạn, anh chị em các bạn trong nước chỉ có ngồi khóc mà kêu trời thôi. Tôi từng làm việc cho hãng Mỹ mà tôi biết mà. Và sau này tôi làm việc rồi, làm ăn đồ, mình đụng chạm vấn đề luật pháp Mỹ, cho nên tôi hiểu nó không có đơn giản giống như chỉ các bạn nghĩ đâu. Tôi nói như hồi sớm mà tôi chia sẻ ở trong diễn đàn của anh Bằng gì, cái người mà bị phạt, bị cảnh sát giao thông nó phạt, hay là nó phạt một bất cứ một cái lỗi gì đó, nó phạt xong rồi đóng tiền phạt, còn phải đóng cái tiền phí của cái tiền phạt nữa. Các bạn thấy đóng cái tiền phí của cái phạt nữa. Nhiều cái nó chớ chiêu mà nó cười ra nước mắt chứ không phải. Bởi vì chính vì những cái mà luật pháp nó như vậy, nó làm cho người ta sống ở bên Mỹ đó, họ rất là sợ. Họ rất là sợ luật. Khi đụng vào luật pháp Mỹ họ sợ lắm. Đụng vô là tốn kém tiền bạc, ra tòa đồ cũng vậy. Các bạn biết tốn kém cực kỳ. Đụng cái là tiền phạt rồi tiền phí, tiền lệ phí của cái tiền phạt nữa. Đó thì lại mình chia sẻ với anh chị em các bạn như vậy để thấy về cái mô hình xã hội ở bên Mỹ và
cái sự khác biệt nhau trong nước. Chúng ta hết sức cẩn thận mấy cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp trên này, tụi nó rất là xảo trá, nó xảo á. Nhiều thằng nó lên này nó ngồi đó nó làm việc cho chính phủ, government đồ này kia. Tôi nói nhân viên các bạn, không có, không có chuyện đó. Anh đi vô hãng mà anh live stream, anh quay là máy nó thấy anh là chí, chó là chết với nó. Các bạn biết bên này mà mất việc làm, không có việc làm là chiếc xe nó cũng bay, cái nhà nó cũng bay, cái gì nó cũng bay, nó có cánh hết trơn à. Tự động nó mọc ra. Khi mà còn tiền á, nó gọi là no money, money talk mà. Còn tiền thì còn tình, hết tiền thì hết tiền thì cái gì nó cũng bay hết. Ở Mỹ này có bạn thấy tại sao khi người ta mà sa cơ thất thế, họ lâm vào những cái cảnh màn trời chiếu gói chiếu đất à. Các bạn thấy thê thảm lắm chứ bao giờ. Chặt một con tám là bán một con trâu. Lose your lip, sing the ship. Tiếng Anh nó nói là vậy đó. Chứ không phải là giỡn đâu. Chứ không phải giống như cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp này nó lên mạng. Mỗi khi nó thấy xăng dầu, những cái bạo loạn học đường rồi thì nó bắt đầu đem ra nó xin tạc. Cho nên tôi kêu gọi quý vị là những người sống ở hải ngoại, nhìn thấy những cái sự thật, mình chia sẻ, nói lên tiếng nói của mình để chống lại những cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp. Nó đang làm mất mặt những cái hình ảnh những người kiều bào đang sống ở hải ngoại. Người ta đang ý thức, người ta đang xây dựng, cùng nhau xây dựng đất nước ngày một tốt hơn. Những cái nhóm mà chống cộng cực đoan mà trên mạng hiện nay thì tôi nói oh my goodness, cái đám này phải nói là nhiều lúc tôi thấy tụi nó buồn cười làm sao. Nó ảo, nó sống nó ảo. Nó ở Việt Nam nhiều khi đời sống của nó không có đạt được. Nó chưa không ăn được cái kẹo sinh râm á, cái nó qua đây nó thấy nó thèm. Cái kiểu giống như nó không ăn được cái hamburger hot dog, nó qua đây nó thấy nó thèm. Mà khi nó ăn được rồi nó thấy nó nghĩ là nó lên được thiên đàng rồi. Các bạn thấy nó bắt đầu nó nổ. Nó ăn được con tôm, con cua nó cũng đem lên nó nổ. Rất là buồn cười. Thôi thì Lợi Minh chia sẻ tới đây tạm ngừng. Rất là vui mình đã trở lại. Mình sẽ cẩn thận hơn trong những cái vấn đề mà text comment còm rồi ở trên cái Facebook này, để không bị bọn chống cộng nó, cái thế lực thù địch nó canh me, nó báo cáo. Cho nên anh chị các bạn cũng hết sức cẩn thận. Mình đấu tranh trên cái không gian mạng này, nó là mình cần phải tính đến con đường dài, chứ không thể nào mình tính cái con đường ngắn được. Tôi thấy nhiều người cũng mất nick liên tục, kết bạn liên tục. Thành ra để không mất cái thời gian của mình, cái sự mình phải làm nick, làm tài khoản rồi lại, thì chúng ta cần phải thay đổi lại cái phương án để đánh tụi chống cộng cực đoan ô hợp trên đây. Xin chào, bye bye.